章，代表了中国共产党和中国人民对阮福仲总书记和越南人民的友好感情，象征着中越同志加兄弟的深厚情谊，蕴含着两党和两国人民共同追求美好未来的殷切希望。我衷心祝愿阮福仲总书记在崇高工作岗位上取得更大成就，衷心祝愿中越两国繁荣昌盛，人民幸福，衷心祝愿两国人民友谊地久天长，谢谢。Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc anh em đã dành cho Việt Nam chúng tôi nói chung, cho thế hệ, các thế hệ chúng tôi, trong đó có cá nhân tôi nói riêng, những tình cảm rất sâu nặng. Tôi tin rằng với phần thưởng cao quý này sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với việc chúng ta tiếp tục củng cố phát triển hơn nữa cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc